Thuộc đàn hỗ trợ tài chính trùng tu mộ Chúa Giêsu tại nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem. Caritas vui mừng trước chuyến thăm Lesbos của Đức Thánh Cha Francisco. Giáo hội Pháp thành lập tổ tư vấn dân sự về nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em. Quốc vương Jordan hỗ trợ tài chính trùng tu mộ Chúa Giêsu tại nhà thờ Mộ Thánh ở Jerusalem. Trong lá thư gửi đến Đức Thượng Phụ Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem, Quốc vương Jordan Abdullah Đệ Nhị đã thông báo rằng ông sẽ đóng góp để tu bổ ngôi mộ của Chúa Giêsu tại Vương cung Thánh đường Mộ Thánh, hay Kitô giáo Đông phương gọi là nhà thờ Phục sinh, là nhà thờ nằm ở bên trong bức tường thành của thành phố cổ Jerusalem. Đại diện Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem, Đức giám mục William Somali đã rất hoan nghênh quyết định này của vua Abdullah. Ngài nói đây là một tin tuyệt vời, vì Mộ Thánh là nơi thiêng liêng nhất đối với các Kitô hữu đến kính viếng và đền tội. Quyết định này cho thấy lòng tốt của nhà vua dành cho các Kitô hữu và sự quan tâm của ông trong việc bảo tồn di sản Kitô giáo. Trong vai trò của mình, quốc vương Abdullah là người bảo trợ cho những nơi thánh thiêng gồm của Kitô giáo và Hồi giáo tại Jerusalem. Lá thư thông báo đã được gửi đến Đức Theophilos Đệ Tam, Thượng phụ Jerusalem, toàn Palestine và Jordan hôm 10 tháng 4 vừa qua. Phía tòa chính thống đã ca ngợi lòng quảng đại của vua Abdullah và ghi nhận lòng quảng đại của quốc vương dành cho các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại thánh địa Jerusalem. Tòa Thượng phụ Latin Jerusalem Đất Thánh vào tuần thánh đã đưa ra thông báo về công việc trùng tu ngôi mộ Chúa Kitô sẽ bắt đầu ngay sau lễ phục sinh của chính thống giáo. Thông báo này cũng đã được dán tại nhà thờ Mộ Thánh, hay còn gọi là Phục sinh, ngôi đền thờ thiêng liêng nhất mà các Kitô hữu từ thế kỷ thứ tư đã thường hành hương đến đây. Từ năm 1947, người Anh đã có dự án khôi phục ngôi mộ này, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Quỹ hoàng gia cấp cho việc trùng tu ngôi mộ sẽ được chuyển cho nhóm người Hy Lạp thực hiện. Điều phối là giáo sư Antonia Moropolo, giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Quốc gia Hy Lạp. Ba giáo hội Kitô gồm Chính thống Hy Lạp, Latin và giáo hội Armenia sẽ cùng chung tay trong việc trùng tu. Tất cả đã đồng ý hợp tác để thực hiện các nỗ lực trùng tu cho ngôi mộ Chúa Giêsu Kitô. Caritas vui mừng trước chuyến thăm Lesbos của Đức Thánh Cha Francisco. Tổ chức Caritas quốc tế hân hoan trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến đảo Lesbos, Hy Lạp vào ngày 16 tháng 4 tới đây. Là hiệp hội tổ chức quốc tế cứu trợ nhân đạo và phục vụ phát triển xã hội của giáo hội Công giáo, hoạt động tại hơn 150 quốc gia trên toàn thế giới, phái đoàn của Caritas quốc tế và văn phòng Caritas Hellas ở Lesbos sẽ thắp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến thăm hỏi người tị nạn nhập cư ở đây. Vatican dẫn thông tin của Caritas quốc tế cho biết Caritas đã cấp viện trợ khẩn cấp cho đảo thông qua tổ chức Caritas địa phương Hellas và các điểm nóng khác ở Hy Lạp từ cuộc khủng hoảng bùng nổ vào năm ngoái. Tổ chức cũng thiết lập trại tiếp đón các nạn nhân dễ bị tổn thương ở Lesbos. Caritas cho biết hơn 1 triệu người tị nạn ở Hy Lạp năm ngoái và 150.000 người trong năm nay, gần một nửa tập trung ở Lesbos. Đa số người di dân tị nạn là những người đang trốn chạy chiến tranh và nghèo đói ở quê nhà. Hơn 55% là phụ nữ và trẻ em. Người tị nạn và di dân rất vui mừng trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha. Họ chung tay làm bó hoa, mong muốn gặp gỡ Ngài. Giám đốc Caritas Hellas, bà Tonia Patriciado nói. Bà cũng cho biết chuyến thăm của Đức Thánh Cha thể hiện tình liên đới và sát cánh cùng người tị nạn. Giáo hội Pháp thành lập tổ tư vấn dân sự về nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em. Giáo hội Công giáo Pháp quyết định thành lập một ủy ban độc lập mới gồm các chuyên gia hàng đầu phụ trách tư vấn cho các giám mục xử lý các vụ lạm dụng trẻ em trong giới giáo sĩ. Đức Tổng giám mục Georges Pontier, giáo phận Marseille, Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp đã đưa ra các biện pháp chống lạm dụng tình dục trong giáo hội,
giữa các lo ngại khi ngày càng nhiều vụ lạm dụng bị phanh phui, đặc biệt là ở giáo phận Lyon do Đức Hồng y Philippe Barbarin làm giám quản. Ủy ban tư vấn mới sẽ bao gồm các chuyên gia dân sự và sẽ bắt đầu hoạt động trước mùa hè năm 2016. Thông tin do Hồng y Barbarin cho biết. Đức Tổng giám mục Pontier cũng cho biết có tới 0,7 đến 1,5% các linh mục trên toàn thế giới lạm dụng trẻ em, theo tài liệu của Tờ Thánh. Tuần trước, Ngài đã đến Rome để tiếp kiến Đức Thánh Cha. Các biện pháp chi tiết của Tổng giám mục Pontier còn bao gồm một trang web mới dành riêng cho các nạn nhân của nạn giáo sĩ lạm dụng và kế hoạch thiết lập các đơn vị chuyên ngành địa phương chịu trách nhiệm thăm hỏi, lắng nghe và hỗ trợ các nạn nhân trong mỗi giáo phận và 14 quận nhà thờ ở Pháp. Tổng giám mục Pontier nói rằng giáo hội Pháp cam kết phối hợp với các cơ quan tư pháp trên con đường điều tra những nghi vấn liên quan đến việc giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em. Nhiều khiếu nại đã được đệ trình chống lại các quan chức giáo hội trong giáo phận Lyon vì việc họ đã không đưa các trường hợp vi phạm ra trước cơ quan tư pháp, cho dù họ đã phát hiện ra trong nhiều năm. Trong số những mục tiêu của các đơn khiếu nại là Hồng y Barbarin, Tổng giám mục Lyon, và một trong những giáo sĩ cấp cao khác của giáo hội Pháp.